Chào mừng các em đã quay trở lại với bài giảng trực tuyến môn lịch sử lớp 8. Ở bài học hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đối với nước ta nói riêng cũng như là ba nước Đông Dương nói chung. Cuộc khai thác của thực dân Pháp đã để lại nhiều hậu quả to lớn đối với Việt Nam của chúng ta. Và nó cũng đã có tác động tới sự chuyển biến của nền kinh tế chính trị hết sức lớn lao đối với Việt Nam. Vậy thì với những cái chính sách khai thác tàn bạo, những cái hậu quả tiêu cực nhiều hơn tích cực như vậy, thì nhân dân ta đã có những hành động gì để chống lại Pháp? Thì chúng ta tiếp tục đến với tiết 2 của bài 26 Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918. Phần 2 La Mã, phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1918. Phần 1 nhỏ, phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Sau khi phong trào Cần Vương bị thất bại, nhiều cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo hướng mới lại tiếp tục nổ ra vào những năm đầu thế kỷ thứ 20. Những cuộc đấu tranh ấy theo những hướng mới bao gồm xu hướng bạo động và xu hướng duy tân cải cách đất nước. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về xu hướng bạo động. Xu hướng bạo động có khuynh hướng dân chủ tư sản với mục đích lập ra một nhà nước Việt Nam độc lập bằng khởi nghĩa vũ trang. Với hình thức hoạt động là cầu viện và cho người sang nước ngoài học tập để chuẩn bị cho đấu tranh vũ trang, mà tiêu biểu là trong phong trào Đông Du, Phan Bội Châu đã cho nhiều học sinh sang du học Nhật Bản, bởi vì ông cho rằng văn hóa và chủng tộc của người Nhật Bản gần giống với người Việt Nam, bởi vì họ cũng là máu đỏ da vàng. Và một mục đích khác nữa là người Nhật Bản họ đang rất giàu mạnh, họ còn có thể chiến thắng được đế quốc Nga trong cuộc chiến tranh Nga Nhật, nên lúc này Nhật Bản có thể tin cậy trong việc dựa vào Nhật Bản đánh đổ thực dân Pháp ở đất nước ta. Một số phong trào tiêu biểu trong xu hướng bạo động, ví dụ như phong trào Đông Du của Phan Bội Châu lãnh đạo, phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1918. Phong trào đó do ảnh hưởng từ phong trào cải cách duy tân. Xu hướng thứ hai, đó là xu hướng cải cách, với khuynh hướng cũng theo lối tư tưởng của tư sản, với mục đích là vừa giành lại độc lập dân tộc, vừa kết hợp với sự cải cách cho một xã hội Việt Nam tiến bộ hơn, với chủ trương là đấu tranh ôn hòa, công khai và kêu gọi dân quyền, bảo vệ quần chúng lao động. Với xu hướng cải cách thì hình thức hoạt động là mở thêm trường học, tuyên truyền giáo dục theo hướng mới đã kích chế độ phong kiến, qua các bộ môn khoa học, diễn thuyết, sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, vân vân. Các phong trào tiêu biểu của xu hướng cải cách như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục do Lương Văn Can dẫn đầu, vận động Duy Tân của Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng. Các phong trào yêu nước đều có chung một kết cục là thất bại, bị Pháp đàn áp dã man. Do nhiều nguyên nhân mà điển hình nhất là do thiếu sự liên kết giữa các phong trào, chưa có sự lãnh đạo thống nhất, còn lẻ tẻ, xây dựng lực lượng chưa phù hợp với thực tiễn của đất nước, còn quá dựa dẫm vào đế quốc nước ngoài. Ví dụ như Phan Bội Châu đã dựa dẫm vào Nhật Bản để chống lại thực dân Pháp ở trong nước ta, nhưng Nhật Bản lúc này họ vẫn là một đất nước tư bản, một nước đế quốc, thì không thể nào dùng đế quốc để đánh đế quốc được. Và một nguyên nhân nữa chính là đường lối
đấu tranh của họ còn quá rộng khuôn so đối với nước ngoài. Nhưng mặc dù thất bại, nhưng các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất cũng đã để lại nhiều ý nghĩa to lớn, như thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta, đạt được nhiều thành tựu to lớn, cổ động cách mạng, phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc. Mặt khác cũng đã khiến cho thực dân Pháp hết sức hoang mang lo sợ. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, phong trào yêu nước trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Thì chúng ta cũng tìm hiểu về hai mục. Thứ nhất là chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến và vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916, khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên năm 1917. Hai phần này các em tự đọc và học trong sách giáo khoa. Chúng ta sang phần C, những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong gia đình tri thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tuy ông khâm phục các phong trào yêu nước nổ ra của các vị tiền bối như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối hoạt động của họ, nên đã có một quyết định quan trọng là quyết ra đi tìm đường cứu nước, giành lại độc lập cho dân tộc. Giữa năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn, và đi trên con tàu La Touche Tereville, một tàu buôn của người Pháp, để có thể sang được phương Tây. Qua cuộc hành trình kéo dài 6 năm, năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp. Ở đây, người tích cực làm việc và học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động ở Pháp, tích cực tham gia vào các phong trào đấu tranh giành quyền lợi cho nhân dân lao động, hoạt động trong phong trào công nhân ở Pháp, và tiếp nhận được ảnh hưởng từ cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Từ đó, tư tưởng của Nguyễn Tất Thành dần dần có những sự chuyển biến đáng kể. Việc ra đi của Nguyễn Tất Thành là một sự kiện vô cùng quan trọng trong việc xác định con đường yêu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam chúng ta sau này, mà thành quả là cuộc thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nội dung chương trình bài học của môn lịch sử lớp 8 học kỳ 2. Sau bài học này, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra 15 phút. Nội dung của bài kiểm tra 15 phút bao gồm có 10 câu trắc nghiệm, và 10 câu trắc nghiệm đó sẽ nằm trong những nội dung sau các em lưu ý học bài. Nội dung thứ nhất là chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất. Nội dung thứ hai là kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Nội dung thứ ba là phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Hương Khê, Yên Thế. Mục đích của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp. Và nội dung cuối cùng là các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong phần kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, các em nên nhớ các mốc thời gian diễn ra các sự kiện tiêu biểu trong chiến thắng Cầu Giấy cũng như vậy. Trong các phong trào, ví dụ như phong trào Cần Vương, các cuộc khởi nghĩa, thì các em nên lưu ý lãnh đạo, cuộc lãnh đạo, mốc thời gian để các em có thể dễ dàng làm bài. Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp, các phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất, thì các em nên tìm hiểu về những cái xu hướng, nên học về những cái xu hướng của các phong trào yêu nước trong thời gian này. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng. Các em nhớ học bài thật tốt và làm bài thật tốt nhé.